biệt là lối vẽ của Uống Chu Lầu khác hẳn người Ấn Độ, mà đặc biệt giữa mình Trung Quốc là khác nhau rất nhiều. Ở Chu Lầu này thì anh nhìn thấy nó Việt Nam thực sự là Việt Nam, bởi vì từ nét vẽ của ngày xưa các vị vẽ là nghiên cứu thiên nhiên Việt Nam rất kỹ càng, cho nên nét vẽ ra là phải nét vẽ của Việt Nam. Thứ nhất người ta nhận ra là men gốm Chu Lầu khác hẳn, và đồng thời nó mang đầy đủ tinh thần lên, tức là nó mang được cái men ngà, những cái men ngà này pha nặng và nên trên nó có sự lưu. Hai nữa màu của nó phong phú, màu nó phú gì người ta vẽ vào đấy có hai lối, một cái lối màu của con Coban, một lối chạm, và đặc biệt nữa là người ta có thể vẽ màu dữ vào hoa và vào hoa cũng là nguyên cái hắc hưởng, nó như là sinh ra màu ấy là phải buồn họ, bởi thế cho nên là nó cũng không có sự hưởng được. Thế chính cái lý do đó mà những người thầy đã yêu từ nét vẽ của mỗi nét của nó đều có sự nghiên cứu, tức là các cụ ngày xưa mang cả tâm hồn của mình từ mọi cỏ lá cây, cho nên nó có cái riêng gì mà chỉ có Chu Lầu. Vẽ nhanh thì tôi vẽ nhanh, người thích thì vẽ nghiên cứu thì tôi vẽ lâu hơn, thường nếu vẽ nhanh thì trong một tuần là xong, thậm chí có khi thì 3 ngày là xong, thế nhưng nếu vẽ kỹ thì có khi phải 1 tháng mới xong, bởi vì là nó đòi hỏi cái tâm lý người đặt mình chỉ vì tôi nguyên chuyên vẽ cho khách hàng biết, và đặc biệt là vẽ hàng quốc tế rất nhiều, mà quốc tế thì họ thì vẽ nhanh. Yeah, right.